Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do sở tư pháp cấp với mục đích xác nhận một người có hay không có án tích bản án, các quyết định xử phạt của tòa án, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm nhiệm vụ chức vụ, bị cấm hay không bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam và cấp cho cơ quan, tổ chức có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động kinh doanh, thành lập quản lý doanh nghiệp. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thường được cá nhân xin cấp để nộp hồ sơ xin việc với công ty trong nước, chuyển công tác làm việc, xin giấy phép hành nghề, xin giấy phép lao động, phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cấp cho cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài, người không có hộ khẩu thường trú, không có nơi tạm trú hoặc người không xác định được nơi cư trú, phiếu số 2 cũng cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, phiếu lý lịch tư pháp số 2 thường được các cá nhân xin cấp để nộp hồ sơ du học, xin việc trong công ty nước ngoài, kết hôn ở nước ngoài, nhập quốc tịch